thơ mộng, hiện đại, cổ kính, đó là ba danh từ tương ứng với đặc trưng riêng của ba thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An. Đây cũng là ba điểm du lịch tiêu biểu của dải đất miền Trung đầy nắng và gió. Đến đây các bạn có thể trải nghiệm đi từ quá khứ đến hiện tại bởi nét đặc trưng riêng trong văn hóa, cảnh quan và cái hồn hậu của người dân nơi đây. Chính vì thế hôm nay mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng, Hội An, Huế giúp bạn có một chuyến đi và trải nghiệm lý thú nhé. Chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến hành trình của mình. Mình đã đến Đà Nẵng vào tầm 11 giờ trưa, cũng khá là muộn nên sau khi cất hành lý tại khách sạn thì mình quyết định đến Hội An chơi. Ở Hội An thì đầu tiên mình sẽ tham quan rừng dừa 7 mẫu, chiều sẽ đi phố cổ Hội An. Hai nơi này cách nhau chỉ khoảng 5 km, chưa đến tối thì mình sẽ quay trở lại thành phố Đà Nẵng để ngắm cầu rồng phun lửa. Bây giờ thì hãy cùng mình khám phá Hội An nhé! Giá vé vào cổng rừng dừa 7 mẫu là 30k một người, nhưng giá vé thuyền thúng tại rừng dừa lại rất khác nhau. Có nhà bán với giá 150k một thúng, có nhà lại bán đến 200k một thúng. Nếu bạn đến đây mới mua vé thuyền thúng thì sẽ rất khó để thỏa thuận được giá tốt. Vậy nên bạn hãy đặt vé online trên mạng trước để được giá cả hợp lý. Cách đây hơn 200 năm, người dân Hội An đã mang giống dừa nước từ miền Tây về trồng. Sở dĩ có cái tên này bởi trước kia khu rừng dừa có diện tích khoảng 7 mẫu, thế nên cái tên cũng bắt nguồn từ đó. Tuy hiện nay diện tích rừng đã lên đến 100 hectare, nhưng họ đã quen với cách gọi cũ nên đặt tên luôn là rừng dừa 7 mẫu. Rừng dừa 7 mẫu còn được ví như miền Tây giữa lòng Hội An. Trong thời kỳ kháng chiến thì đây từng là căn cứ địa của quân và dân ta. Nhờ địa hình kín đáo, tán dừa rậm rạp mà suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân ta đã bày nhiều trận phục kích, đánh bại hàng trăm trận càn của địch. Các chiến sĩ du kích của ta đã được rừng dừa 7 mẫu chở che, bảo vệ an toàn trong suốt thời gian dài, gây cho quân địch nhiều phen kinh hồn bạt vía. Điểm nhấn đặc sắc nhất ở rừng dừa 7 mẫu đó chính là xiếc thúng. Đến với Hội An, nhất định phải thăm rừng dừa 7 mẫu nhé các bạn! Tiếp nối tiết mục xiếc thúng thì chúng mình sẽ đến khu vực hát dân ca. Ở đây mình thấy có hai bác nghệ nhân hát bài chòi. Hát bài chòi là hình thức vừa chơi thẻ bài, vừa hát vừa đối đáp với nhau bằng rất nhiều câu hát nhân văn, có tính giáo dục, răn đe, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Bà con cô bác lăng lăng mà nghe, lăng lăng mà nghe là tôi hô con bài. Con gì nó ra đây? Vâng lệnh sống thân em phải lấy Chúng ta vừa trải qua cảm giác miền Tây nghe tại Hội An, bây giờ thì cũng đã đến lúc xuống thuyền và tạm biệt rừng dừa 7 mẫu để tiếp tục hành trình di chuyển đến phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An được ra đời vào cuối thế kỷ 16, khi ấy nơi đây chính là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Ngày nay, những ngôi nhà ở Hội An có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Phố cổ Hội An có cực kỳ nhiều nơi check-in sống ảo, ví dụ như
Hội quán Quảng Đông, Hội quán Phước Kiến, Hội quán Triều Châu, Hội quán Hải Nam, Hội quán Ngũ Bang. Các hội quán trên đều do người Trung Quốc xây dựng. Về lịch sử hình thành thì tại Trung Quốc vào khoảng giữa thế kỷ 17, nhà Thanh đã đem quân tiêu diệt nhà Minh lập ra triều đại Mãn Thanh. Do muốn giành lại vị thế, nhiều tướng lĩnh nhà Minh đã nổi dậy. Tuy nhiên, vì đội quân yếu ớt, họ đã thất bại và phải di cư về phía vùng Đông Nam Á. Và Hội An là một trong những nơi mà họ di cư đến. Họ bắt đầu lập làng Minh Hương, nơi đây về sau trở thành nơi ở của những người Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam và Khách Gia. Họ đã tự xây nên các hội quán riêng mang tên quê hương mình, mục đích để tạo sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cầu mong mưa thuận gió hòa. Một địa điểm mà bạn nhất định phải check in khi đến Hội An đó chính là chùa Cầu. Ngôi chùa được in trên tờ 20.000, nhưng rất tiếc khi mình đến thì chùa vẫn đang tu sửa, không chụp ảnh được. Người phương Tây xưa kia gọi Hội An bằng cái tên Five Four, và đó cũng là tên quán cà phê được rất nhiều bạn trẻ chọn làm nơi check in, Five Four Coffee. Đi bộ một vòng thì cũng khá là mệt và khát rồi. Nếu mà khát nước thì thường mọi người sẽ uống nước gì nhỉ? Ở đây có một quán nước khá là nổi tiếng và quen thuộc đối với khách du lịch, đó chính là nước Mót. Đây là quán nước mà ai đến Hội An cũng sẽ check in chụp ảnh. Theo như khẩu vị của mình thì mình thấy nước này khá là thơm, có vị của chanh, xả, mật ong, la hán quả, vị ngọt thanh, giải khát rất là tốt. Nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ, trầm mặc, diêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây. Mỗi khi đi du lịch tại bất cứ địa điểm nào, nên nhất định bạn phải ghé qua đó chính là chợ của khu vực đó. Chợ chính là nơi tái hiện rõ ràng và chân thực nét văn hóa, cuộc sống và tính cách con người của mỗi vùng đất. Em hai đứa ngồi đi ăn đi. Một hoạt động mà khi tới Hội An các bạn nhất định phải thử đó chính là thả đèn hoa đăng. Thả đèn hoa đăng là một nét đẹp mang ý nghĩa tâm linh của người dân phố cổ. Mỗi chiếc đèn hoa đăng lại gửi gắm một lời cầu nguyện an lành, hạnh phúc và may mắn của người thả. Về nguyên bản thì thả đèn hoa đăng là một lễ hội truyền thống của người Hoa tại Hội An để tôn vinh các vị thánh và tổ tiên của họ. Nếu có dịp, các bạn nhất định phải đến Hội An chơi nhé. Đối với mình, tất cả cuộc sống đều là trải nghiệm. Bạn càng trải nghiệm nhiều càng tốt, và Hội An là một trong những trải nghiệm tuyệt vời. Dù không muốn nhưng giờ chúng mình phải chia tay Hội An xinh đẹp.
để về lại Đà Nẵng và tiếp tục hành trình du lịch, hẹn lại Hội An một ngày gần nhất. Sau khi rời Hội An và quay trở lại Đà Nẵng thì mình đã đến một quán cà phê có view rất đẹp, có thể ngắm được toàn cảnh cầu Rồng. Giới thiệu với các bạn, hôm nay là cuối tuần nên cầu Rồng sẽ có màn trình diễn phun nước và lửa. Với góc độ này thì mình sẽ ngắm được trọn vẹn luôn. Cầu Rồng là biểu tượng của Đà Nẵng, cũng là ẩn dụ cho sự vươn mình ra biển lớn. Cầu Rồng đẹp nhất vào buổi tối, khi mà hàng ngàn ánh đèn LED được thắp sáng với màu sắc cực kỳ lung linh. Đến Đà Nẵng, bạn hãy thử một lần xem màn trình diễn phun nước và lửa vào 9 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần nhé. Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến du lịch của mình tại Đà Nẵng. Về lịch trình hôm nay thì mình sẽ chơi cả ngày tại Bà Nà Hill, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Hãy cùng mình khám phá và tận hưởng một ngày đầy năng lượng tại điểm đến này nhé. Các bạn có thể mua vé trực tiếp tại quầy hoặc book trước ở trên mạng đều được. Ở đây có hai loại vé dành cho khách ngoại tỉnh và khách Đà Nẵng. Khách ngoại tỉnh thì vé người lớn có giá là 900k và trẻ em là 750k. Khách Đà Nẵng thì vé người lớn là 600k và trẻ em là 500. Ở đây mình có mua vé combo buffet ăn trưa luôn ở trên đó. Giá vé combo ăn trưa là 1.200.000 một người. Chúng ta đã chính thức đặt chân tới sân vua Bà Nà Hill, một trong những địa điểm du lịch bậc nhất Việt Nam. Có thể thấy cổng thành ở đây được chắt lọc từ tinh hoa kiến trúc của cung đình Huế và phố cổ Hội An. Các bạn có thể thấy mặt trước giống với ngọ môn của kinh thành Huế, hai bên cây cầu giống với chùa Cầu ở phố cổ Hội An. Cáp treo Bà Nà Hill đã được công nhận là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới. Ở bên dưới là những cánh rừng nguyên sinh nối tiếp nhau. Ngoài ra còn có suối và thác nước. Chúng mình sẽ ngồi trên cáp treo khoảng 15 phút, thưởng thức cảnh đẹp từ trên cao. Bà Nà Hill được xây dựng trên đỉnh núi Chúa. Đây là khu du lịch trên núi đầu tiên, được ví như Đà Lạt của miền Trung hay Hòn Ngọc Khí Hậu của Việt Nam. Hơn 100 năm trước thì đây chính là nơi nghỉ dưỡng của người Pháp, đồng thời cũng là khu du lịch nổi tiếng khắp Đông Dương. Đây là Cầu Vàng, một biểu tượng du lịch của Đà Nẵng, được khánh thành vào năm 2018. Cầu Vàng không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn nổi tiếng trên cả thế giới và được vinh danh trong top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới. Có một truyền thuyết kể rằng trái đất từng là nơi sinh sống của những người khổng lồ. Một ngày nọ, vụ va chạm với thiên thạch khiến những người khổng lồ phải ẩn mình trong những ngọn núi cao. Dấu tích còn sót lại chính là một đôi tay hóa thạch vươn ra từ đỉnh núi Bà Nà, và con người hiện đại đã xây một cây cầu vàng để tôn vinh thế giới xa xưa. Đây là vườn giác quan,
Như trong truyền thuyết thì đây chính là dấu tích của người khổng lồ với đôi tay, đôi chân và khuôn mặt khổng lồ. Mình nghĩ không tự nhiên mà người ta lại chọn dựng đôi chân, cánh tay và đầu người khổng lồ ở đây. Có thể nó gắn với ý nghĩa đôi chân là để đi tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, đầu để suy nghĩ, sáng tạo, đôi tay để xây dựng và đôi tai để lắng nghe, sửa chữa những điểm yếu kém, từ đó giúp ta hoàn thiện hơn, mới mẻ hơn. Đó là những suy nghĩ của mình khi nhìn vào những tượng khổng lồ này. Các bạn có thấy thế không? Thường thì đi du lịch đến đâu là mình sẽ thăm chùa chiền ở đó, vừa là để cho mình tịnh tâm, vừa là cầu mong cho chuyến đi của mình sẽ bình an và suôn sẻ. Và đến Bà Nà Hill thì mình sẽ thăm chùa Linh Ứng. Đây là làng Pháp, là công trình mô phỏng lại kiến trúc nước Pháp của thế kỷ 12, 13 và 14. Ở đây có rất nhiều khu làng khác nhau, có quảng trường, có nhà thờ, thị trấn, khách sạn. Đây là thác mặt trời, thác này mô phỏng những tinh hoa của nền văn minh Hy Lạp cổ. Ở đây có rất nhiều bức tượng Hy Lạp cổ, với trung tâm là thần mặt trời và cỗ xe ngựa. Như trong truyền thuyết thì cỗ xe ngựa này sẽ kéo mặt trời đi qua trái đất trong một ngày. Và đó là hành trình khám phá Bà Nà Hill của chúng mình. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cáp treo để trở về lại thành phố Đà Nẵng. Bà Nà Hill thực sự đã mang đến cho chúng mình một trải nghiệm tuyệt vời. Hôm nay là ngày thứ 3 trong hành trình du lịch của mình. Lịch trình hôm nay thì chúng mình đã đến Huế từ sáng sớm. Huế cách Đà Nẵng khoảng 100 km. Để đến được Huế thì mình lựa chọn di chuyển bằng tàu. Các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô đều được. Để vào được Đại Nội Huế thì chúng ta phải mua vé. Vé cho người lớn là 200k một người, trẻ em là 40k, vé thuê hướng dẫn viên thuyết minh là 150k. Đây là cửa khẩu Thần Công, bên này trưng bày 4 khẩu tượng trưng cho tứ thời Xuân Hạ Thu Đông và 5 khẩu bên đối diện là Ngũ Hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Vào năm 1802,
ông Nguyễn Ánh lên ngôi vua lấy hiệu là vua Gia Long thì năm 1803, ông cho thu lượm hết tất cả những tàn tích liên quan tới đồ đồng của quân Tây Sơn và cho đúc ra 9 khẩu thần công đặt ở đây. Thật ra thì những khẩu thần công này chưa từng được sử dụng một lần nào cả. Mục đích đặt 9 khẩu thần công ở đây là để đại diện cho quyền lực của vua, cho chiến thắng vẻ vang của vua triệt quân Tây Sơn và mở ra cơ nghiệp như thế này. Ở đằng trước là kỳ đài được xây dựng vào năm 1807. Mọi người có thể thấy kỳ đài gồm có 3 tầng. 3 tầng này biểu trưng cho ý nghĩa thiên, địa, nhân. Tức là một bậc quân vương muốn có được thiên hạ thì phải có 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đây là 3 yếu tố cực kỳ quan trọng, cho nên kỳ đài mới có 3 tầng như vậy. Đây là cổng ngõ môn. Du khách phải đi hai cửa hai bên. Hai cửa này ngày xưa biểu trưng cho một bên quan văn và một bên quan võ. Còn bên cạnh có hai cửa vòm. Hai cửa này muốn đi là phải đi vòng vào chứ không đi thẳng được, dành cho voi ngựa đính tráng của vua đi. Trên đây là lầu Ngũ Phụng. Mọi người có thể thấy lầu Ngũ Phụng có hai màu mái ngói, ngói màu xanh và ngói màu vàng. Ngói màu vàng được gọi là ngói hoàng lưu ly, còn màu xanh là thanh lưu ly. Vị trí lập ngói màu vàng là vị trí của vua ngồi, còn vị trí ngói màu xanh là hai bên quan văn và quan võ. Phụ nữ thì không được lên, nhưng sự kiện quan trọng thì vua sẽ tổ chức tại đây, binh lính quần thần sẽ tập trung ở kỳ đài. Đây là Thế Tổ Miếu. Công trình này được vua Minh Mạng cho xây dựng vào năm 1822 để làm nơi thờ cha mình là vua Gia Long. Và tất cả các vị vua sau này của triều Nguyễn cũng được đưa vào đây để thờ tự. Tính đến nay thì công trình đã được 200 năm tuổi. Còn đây là công trình Hiển Lâm Các, nằm trong khuôn viên của Thế Tổ Miếu. Công trình này cao 17m, là công trình cao nhất trong Đại Nội Kinh Thành Huế. Các nhà dân xung quanh bắt buộc phải xây thấp hơn công trình này, vì nếu xây cao hơn sẽ làm khuất tầm nhìn của Đại Nội Kinh Thành Huế. Hiển Lâm Các là nơi ghi lại các công lao của vua và các vị đại quan. Đây là hai cái vạc, nhưng mà không phải là vạc dầu hay là đựng nước mưa. Hai vạc này chỉ biểu trưng cho quyền lực của vua. Mỗi khi vua thắng trận thì sẽ thu lượm hết tất cả những tàn tích liên quan đến đồ đồng trong trận chiến đó để đúc ra một cái vạc và để trưng ở đây. Nếu có cơ hội đến đây, các bạn hãy cũng thử tìm hiểu từng ngõ ngách của cung đình Huế nhé. Vừa tìm hiểu trực tiếp nơi ở của vua ngày xưa, cũng có gì ôn lại kiến thức lịch sử. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đi tham quan các địa điểm khác ở Huế. Mình đang đứng ở cầu Trường Tiền. Cầu Trường Tiền được xây dựng hoàn thành vào năm 1899, tính đến nay đã được 124 năm. Cầu Trường Tiền được xem là biểu tượng của cố đô, chứng nhân lịch sử của đất nước. Hiện tại mình đang ở làng Hương Thủy Xuân,
Địa điểm này cách kinh thành Huế khoảng 5 km. Theo lời kể của những nghệ nhân tại làng Hương Thủy Xuân, nghề làm hương đã xuất hiện tại đây từ khoảng 700 năm trước. Xưa kia, làng là nơi cung cấp hương cho triều đình, phủ quan và người dân trong vùng Thuận Hóa, Phú Xuân. Người Việt Nam rất kỹ thắp hương bị tắt nửa vời hoặc cháy bùng bất thường. Vì vậy, người dân ở ngôi làng này đã chọn chuột tre khô cháy nhỏ, phơi nắng nhiều ngày đến khi khô để làm phần lõi hương. Cách làm này sẽ giúp hương khi đốt cháy đều đến tận chân hương và không bị gãy ngang. Sau khi tham quan làng Hương Thủy Xuân thì chúng mình sẽ đến chùa Thiên Mụ, một ngôi chùa mang danh đệ nhất cổ tự. Chùa Thiên Mụ được xây dựng chính xác vào năm 1601, cho đến giờ đã là 422 năm. Mặc dù đã trải qua hơn 400 năm, nhưng ngôi chùa vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính và trầm mặc. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa khi chúa Nguyễn Hoàng chuẩn bị cho quá trình mở rộng bờ cõi, ông đã cùng binh lính rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương thì bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc. Thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê. Cùng lúc đó, người dân trong vùng kể rằng ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ, quần lục xuất hiện trên đồi và nói với mọi người, rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để hội tụ linh khí, chấn giữ long mạch, gây dựng cơ đồ. Vậy nên chúa Nguyễn Hoàng ngay lập tức cho quân lính xây dựng ngôi chùa trên đồi và đặt tên chùa là Thiên Mụ Tự, tức là bà mụ nhà trời. Sau này ngôi chùa cũng có tên là Linh Mụ, tên này được đổi dưới thời vua Tự Đức. Vua Tự Đức là vua thứ tư của triều Nguyễn, ông làm vua suốt 36 năm và có đến 103 người vợ, nhưng lại không có người con ruột nào. Ông sợ chữ Thiên phạm với trời, cho nên đổi từ Thiên Mụ thành Linh Mụ để cầu mong có con nối dõi. Nhưng việc đổi tên chỉ diễn ra trong vài năm, sau đó người dân thoải mái gọi là Thiên Mụ hay Linh Mụ đều được. Đây là tháp Phước Duyên. Tháp này được xây dựng dưới thời vua Thiệu Trị. Tháp có 7 tầng tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật khi Ngài được sinh ra đời. Mỗi năm tháp chỉ mở cửa một lần duy nhất vào ngày rằm tháng 4, vì đó là ngày Đức Phật đản sinh. Vậy là chúng mình đã kết thúc một ngày khám phá tại Huế. Giờ là lúc chúng mình sẽ trở về Đà Nẵng để tiếp tục cuộc hành trình du lịch. Dù chỉ ở lại Huế trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được Huế thực sự rất đẹp. Nếu có cơ hội, các bạn cũng hãy thử đến Huế để chiêm ngưỡng vẻ đẹp một cách thực tế nhất nhé. Hôm nay là ngày thứ 4, cũng là ngày cuối cùng trong hành trình du lịch Đà Nẵng Huế của mình. Lịch trình hôm nay buổi sáng chúng mình sẽ tham quan chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng. Sau đó mình sẽ đến chợ Hàn để mua sắm chút quà. Đến trưa sẽ đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo Đại Lộc và chiều sẽ lên máy bay về Hà Nội. Ở Đà Nẵng có 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng, trấn giữ 3 vùng đất thiêng. Thứ nhất là ngôi chùa Linh Ứng ở ngọn núi Ngũ Hành Sơn, có tuổi đời hơn 200 năm. Ngôi chùa Linh Ứng thứ hai là trên núi Bà Nà, và nơi chúng ta đang đứng là ngôi chùa Linh Ứng ở bãi Bụt Sơn Trà. Đây là ngôi chùa xây dựng sau cùng trong 3 ngôi chùa. Hầu như ngôi chùa nào cũng đều có cổng tam quan. Ý nghĩa của cổng tam quan là khi bước qua cánh cổng này thì chúng ta sẽ gạt bỏ đi mọi ưu phiền, tham, sân, si để tịnh tâm bước vào trong chùa. Như vậy thì chúng ta mới thể hiện được sự thành tâm khi cầu nguyện. Ở đây có rất nhiều cây cảnh, đa số là do các doanh nghiệp và các vị Phật tử có tâm cúng dường cho nhà chùa. Nhưng cây cảnh ở đây có giá trị rất cao, có thể lên tới vài chục triệu đến hàng trăm triệu.
Đây là tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam với chiều cao 67m. Tượng Quan Thế Âm trên tay cầm bình nước cam lộ quay ra hướng biển Đông, phát xuống nước cam lộ che chở bảo vệ bình an cho người dân đi biển. Bên trong lòng tượng có 17 tầng, dùng để thờ 21 bức tượng Phật. Chúng mình đang ở chợ Hàn, đây là một trong những nơi gọi là thánh địa mua sắm. Nay là ngày cuối mình ở Đà Nẵng, chiều nay mình lại bay về Hà Nội nên tranh thủ qua đây mua chút đồ về làm quà. Buổi trưa cuối cùng ở đây thì mình ăn trưa tại quán bánh tráng cuốn thịt heo Đại Lộc ở 97 Trương Nữ Vương. Đối với khẩu vị của mình thì mình thấy khá ngon và hợp khẩu vị, quán sạch sẽ, giá cả ok so với chất lượng. Bánh tráng ở đây là bánh tráng cứng, trước khi ăn phải nhúng qua nước cho mềm, chứ không phải là loại bánh tráng mềm như mình hay ăn ở Hà Nội. Cuối cùng, sau 4 ngày 3 đêm đầy khám phá và trải nghiệm, chúng mình xin kết thúc hành trình du lịch Đà Nẵng Huế tại đây. Từ vẻ đẹp năng động và hiện đại của Đà Nẵng đến vẻ đẹp cổ kính của Huế, mỗi điểm đến đều đem lại cho chúng ta những trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình này. Đừng quên nhấn like và đăng ký để tiếp tục chặng hành trình mới cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những địa điểm mới trong các video sau. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.